sao vàng là cái nơi mà tôi đang sống. Con người có thể nhỏ bé nhưng thiên nhiên hùng vĩ thì không. Cảnh sắc thì muôn trùng, biển núi đẹp bao la xung quanh tình thương mến. Giờ phải làm sao ta đi? Đi để ta biết thêm và học hỏi thêm điều mới về phong tục văn hóa ẩm thực của người nơi. Việt Nam ta đi là nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá một cái ngọn suối. Nghe lời anh Quốc, giờ mình xuống mình bắt cá thử. Cá thơm thơm, ngọt ngọt, có cái độ béo của dừa nữa. Chừng bảo đảm với các bạn là ghiền. Xin chào quý vị và các bạn đã cùng đến với Việt Nam đi là ghiền. Ngày hôm nay thì quay trở lại với chương trình, Nhật Trường xin mời các bạn sẽ cùng khám phá một vùng đất mới. Và tất nhiên mình sẽ có một trải nghiệm mới. Nhưng mà cụ thể nó là nơi nào và rất làm sao thì bây giờ theo chân Trường thôi. Đi nào. Địa điểm mà chúng tôi muốn trải nghiệm đó là quần thể núi Cậu thuộc xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm thị trấn Dầu Tiếng khoảng 7 km. Quần thể núi Cậu có tổng diện tích khoảng 1.600 hecta, bao gồm 21 ngọn núi lớn nhỏ. Riêng dãy núi Cậu có hình dáng nhấp nhô như chiếc yên ngựa, nên người dân địa phương còn gọi đây là núi yên ngựa. Có một thảm thực vật rừng phong phú nên quần thể núi Cậu được phủ một màu xanh tươi tốt quanh năm. Quần thể núi Cậu hiện là địa điểm phượt yêu thích của nhiều bạn trẻ muốn tìm về với thiên nhiên hoang sơ. Các bạn thân mến, vậy là sau một hành trình chúng ta di chuyển từ đất liền ra tới đây thì Nhật Trường đang có mặt ở một nơi phải nói là khá là hoang sơ. Nhưng mà may mắn là Trường được một người anh ấy là người địa phương ở ngay đây luôn. Và đặc biệt nha, anh ấy đang công tác ở lĩnh vực du lịch. Giới thiệu anh Quốc. Chào anh. Rồi, dạ. Chào em. Hy vọng rằng cái chuyến phượt ngày hôm nay anh em ta có nhiều điều rất là thú vị. Dạ, cơ bản là bây giờ mình tới đây mọi người thấy đâu, hoang sơ đúng không? Đó, vậy là thấy thú vị rồi. Và ngày hôm nay cái chương trình phượt của chúng ta là chúng ta sẽ khám phá một cái ngọn suối. Suối? Suối. Nhưng mà ngọn suối này gần như là chưa có cái dấu chân người đến bao giờ. Wow. Rồi, anh em mình xuống cá. Ô chà, nước trong veo. Suối này bắt nguồn từ đâu vậy anh? Suối này nó bắt nguồn trên một cái dãy núi Yên Ngựa. À, là mình đang đi trên núi Yên Ngựa hả? À, dãy núi Yên Ngựa rồi bắt đầu những cái mạch nước á thì nó sẽ tụ lại rồi bắt đầu gom, nó trở thành cái suối thiên nhiên như thế này. Wow. Chưa bao giờ đi với ai mà tâm lý như anh. Anh sợ không biết bơi, anh thủ cho cái phao nè. Cố anh, cái phao cái gì đây? Cái này là cái gì thì bí mật. Nữa. bí mật hoài luôn. Tao đi mà gặp mà lại bí mật không vậy nè. Không mà công nhận đã thiệt nha. Ngồi giày ngâm chân. Nãy giờ mình đi mà mỏi chân hay là mang giày nhiều á, ngâm xuống nước lạnh một cái, mình cảm giác nó sảng khoái cực kỳ. Ở quanh đây các bạn không nghe cái tiếng gì khác ngoài tiếng nước chảy hết trơn á. Làm cho mình được thư giãn anh ha. Quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ khám phá một cái nơi rất là bí ẩn, đó là một cái suối gọi là suối Đá Non. Suối Đá Non. Trời ơi, đẹp quá. Mà ước gì ở đây có cá đồ đẹp nọ nè. Hôm nay mình suối này có chứ em. Chắc rồi. Cá, ốc, có. Cá và ốc nha. Thôi, giờ mình xuống mình bắt cá thử. Nhưng mà lỡ mà không có cá cũng có làm sao đâu. Mình tắm luôn dưới này, lời quá rồi còn cái gì. Đi mệt rồi, giờ tranh thủ thôi. Chơi. Rồi, sẵn sàng anh ơi. Thank you.
Trời lúc này cũng đã xế chiều và cơn đói cũng đã bắt đầu reo gọi. Chúng tôi trở ngược ra chân con suối ven bờ hồ Dầu Tiếng để chuẩn bị thưởng thức mớ chiến lợi phẩm, bao gồm vài chú cá và mớ ốc mà anh em chúng tôi đã may mắn mò được ở suối đá non ầm ào nước đổ. Này nha, đây, các bạn thấy không? Chẻ một cái cây trúc nào đôi, xong rồi bắt đầu xiên những cây trúc tươi khác xuyên qua. Thế rồi mình để con cá lên. Đó, nướng. Đấy, vậy thôi, là được rồi. Hồi nãy xảy con cá lóc to quá. Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Tức dễ sẽ tức luôn á. Phải nói là em đã cầm rất là chặt con tay rồi mà đúng là nó dãy. Vậy mạnh thiệt chứ. Ủa mà anh, rồi rốt cuộc cái phao của em nãy làm cái gì? À, đây nè. Cái này đó, à, đây là bí mật, bây giờ mở ra đi. Các bạn ở đây coi nè, ở đây. Đây là cái bí mật mà anh giấu nãy giờ. Cái món này nè, là một cái kỷ niệm ngày xưa anh là quân đội. Dạ. Khi đi hành quân thì một cái sự vô tình là anh em quên mang cái nồi để nấu cơm. À, thì vô tình thì lúc đó thì nó phát hiện có một cây dừa. Cái trái dừa làm cái nồi. Và từ đó nó sinh ra cái món gọi là xôi dừa. Xôi dừa. Xôi dừa nướng luôn không? Xôi dừa nướng ha, các bạn thấy nó hấp dẫn cái chỗ là như thế này, tức là cái nước dừa, cái độ ngọt của nước dừa. Cộng với cái độ dẻo của xôi. Giờ này mình thêm tí xíu đậu xanh nữa. Cho nó vừa béo nè, vừa dẻo nè, vừa cái ngọt và cái độ béo của chính cái dừa. Chịu gì nổi. Nướng lên mà nó thơm lên. Bây giờ mỗi lần anh em đi phượt, đi dã ngoại, đi chơi thì mình lại làm cái món này. Dạ. Dạ rồi. Ui, nó thơm kìa. Trời ơi, bên ngoài thì nó cháy vậy thôi chứ bên trong ha, trắng phếu. Anh dặn là phải ăn cái này một cái, xong rồi cắn cái này một cái nữa để trải nghiệm đúng không? Bắt đầu. Wow, cắn cái bước thứ hai. Cá thơm thơm, ngọt ngọt. Có cái độ béo của dừa nữa. Chừng bảo đảm với các bạn là ghiền. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh. Các bạn thân mến, thấy đó, một ngày mà cùng với Nhật Trường và cả là anh Quốc, chúng ta trải nghiệm sinh tồn ở nơi hoang vắng như thế này. Tuyệt vời lắm đúng không? Chúng ta đã trải nghiệm thiên nhiên rất là trong lành, rất là sạch sẽ, được tắm suối nè, được mò ốc nè, được bắt cá nè, nó đem lên đấy nướng tại chỗ, ăn tại chỗ, khám phá được những món ăn quá mới lạ và độc đáo như thế này. Vậy là hành trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Đây là chương trình Việt Nam đi là ghiền, được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 11:50 sáng thứ sáu hàng tuần, phát lại vào ngày thứ tư và thứ năm của tuần tiếp theo. Các bạn đừng quên nhé, hãy cùng theo dõi chương trình và like, share, comment và subscribe kênh YouTube Việt Nam đi là ghiền, HTV Entertainment và kênh Facebook Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật cho mình nhiều hành trình thú vị và cả là những kiến thức thật là mới mẻ đến từ chương trình. Còn bây giờ thì Nhật Trường và anh Quốc xin chào và hẹn gặp lại.